Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ, mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264, để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì tôi và luật sư Phổ Phạm sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, dạ tôi luật sư Liêm với luật sư Phổ Phạm nghe đây. Hello. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm với luật sư Phổ Phạm nghe đây. Dạ, anh có thể đọc rồi. Dạ, em là Nguyên đó. Em dạ. Có một câu hỏi về xe cộ, tai nạn xe cộ đó. Dạ, được. Luật sư. Dạ. Cách đây em có ly một chiếc xe, em đứng tên mà thằng con em là đứng cô sai. Thì cách đây khoảng một tháng mấy đó, nó bị một cái accident, thì cái xe đó là bị total loss. Thì hiện tại bây giờ đó, cái xe đó là cái xe ly. Thì hãng bảo hiểm á, nó sẽ đền theo cái giá thị trường. Lỗi của con em hả? Dạ không, là lỗi của bên kia, lỗi của bên kia. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ thì họ đang điều tra rồi này nọ đó. Nhưng mà tại con em nó có nhân chứng, nó có witness rồi đàng hoàng hết. Nhưng mà em muốn hỏi về cái chuyện chiếc xe của em đó, là hiện tại bây giờ nó hãng bảo hiểm là của tụi nó đồng ý nó đền cho nhà băng. Nó nói tại vì nhà băng á, em là ly cái xe thành ra nhà băng là chủ. Đúng. Nó đền theo cái giá thị trường là khoảng 46.000. Thì em có hỏi tụi nhà băng đó, nếu mà sau khi mà cái settlement đó mà nó xong xuôi á, thì cái phần em nhận lại được bao nhiêu? Thì nó nói em chỉ nhận lại được có khoảng 4.000 thôi. Và trong lúc đó em có một cái cơ hội là em pay off á. Pay off chiếc xe thì em chỉ trả có 30.000. Thành ra cái chênh lệch của nó đó là khoảng 16-17.000 gì lần. Ừ. Thì theo luật sư thì em có khả năng em mua lại chiếc xe đó khi nó bị total loss hay không ạ? Được chứ. Nếu em mua thì em lợi được nhiều hơn. Thì em có thể cho nó biết là em pay off nó phải nhận thôi. Em có quyền pay off. Dạ, yeah, em có quyền pay off tại cái contract đó. Nhưng mà em phải coi là cái lease của em đó. Có nhiều cái lease nó không có cho em pay off. Ok. Nó bắt em, tại vì khi em pay off nó lỗ. Em hiểu không? Khi cái hãng cho mướn xe đó, nó thường thường in the middle of the lease đó, nhiều khi nó không cho mình pay off đâu. Đến khi đó mà end of the lease đó, thì nó sẽ cho mình biết cái amount bao nhiêu nếu mình muốn mua lại chiếc xe đó. Lý do đó mà nó không cho mình pay off ở giữa cái lease đó là bởi vì nó muốn thâu tiền lời interest ở trên cái lease đó. Em hiểu không? Yeah. Tại vì khi mà nó at the end of the lease đó, thì không những nó thâu, nó không những cái đâu cái principal lẫn interest, cái tiền lời, cái tiền của em đó. Thành ra nhiều khi anh phải coi lại cái lease. Thành ra đó... Dạ, em có coi. Thành ra đó nhiều khi nếu nó không cho em phép giữa chừng thì bây giờ em chỉ có thể, nhưng mà không có ngại gì để em có thể offer em trả cho nó. Tao muốn pay off cái xe này, tao còn thiếu mày 30.000. Nhưng mà tôi chỉ có thể đoán được likely là nó không chịu. Dạ, nhưng mà em có hỏi rồi chiều, em có gọi lên thì nó nói là nếu mà em có cái, từ cái lúc mà em muốn xe là em có một cái option là em sau khi em đi xe em mua. Yeah. Thì trong những cái bill hàng tháng nó về, nó nói á, là mình cũng có quyền pay off cái xe, nó cho em cái giá pay off luôn. Ok, vậy thì em pay off hơn, tốt hơn, tại vì cái thời buổi này đó, thì nhớ không, nó much better, để, tại vì cái xe lúc này nó tăng lên giá hơn. In fact, cái, tôi không biết văn phòng luật sư nào đại diện em, chứ nhiều khi tới buổi này đó, họ có thể negotiate để nó có thể get cái better settlement cho xe em, tại vì đó, khi tụi bảo hiểm nó trả đó, nó sẽ phải tính theo cái xe fair market value của cái xe đó. Thành ra nếu mà gặp phải cái văn phòng luật sư mà họ có kinh nghiệm đó, thì họ có thể present không những là cái blue book á, value, họ cũng có thể ra đó, họ lấy những cái ad ở mấy cái auto trader đó, chẳng hạn nó có cái xe của em đời đó với option như vậy. Thì hiện giờ cái giá bao nhiêu? Tại vì hiện giờ đó, cái giá xe đó, cho dù là xe cũ á, nó cũng cao lắm. Tại vì xe nó bị khan hiếm đó. Thành ra mình có thể dùng những cái ad của mấy cái auto trader hay trên báo.
để mà có thể dùng để do đó những khi trong văn phòng tôi đó thì nhiều khi đó mình không có gì dựa vô cái Blue Book không mà mình dựa trên những cái information khác như là tụi Auto Trader hay là mấy cái báo để mình coi cái offer nào Dạ, em cao hiểu mình rồi. negotiate cho nó để cho nó pay down cho mình nhiều hơn. Ok. Như vậy thì em phải liên lạc với cái văn phòng luật sư của thằng con em. Yeah. Nếu nó không giúp mình trong chiếc xe thì luật sư có thể giúp em được không? Dạ được chứ, đâu có gì đâu. Hả? Dạ Ok. dạ. Thì để em nói thằng con em nó gọi nó liên lạc, tại vì nó là ký cái hợp đồng với văn phòng luật sư chứ không phải là em. Để nó hỏi thử coi nếu nó có bên đó có giúp Tốt đỡ nhất gì á không. là bây giờ đó trước khi mình làm tôi cũng không ấy. Tốt nhất là để mình tôi không dám nói là kia nó không có làm good không good. Tốt nhất á con em á thường thường em ra mấy cái liquor store nó có mấy cái magazine là nó để là auto trader nó cho free á. Không? Thì em lấy mấy cái đó về em coi thì theo giống cái xe của mình đời xe của con em đời đó cái option nhưng tại vì nhiều khi nó là deluxe nó là nhớ là base hay là LX hay là XLE hay là LE hay là XE gì đó. Ok. Thì mình coi cùng cái đó tại mỗi cái giá nó khác nhau thì mình coi giống giống như vậy còn không mình lúc ở trong cái mấy cái newspaper của LA hay là Orange County Register cái phần quảng cáo xe đó. Mình coi giống như vậy, coi nó ad nó cao hơn hay không. Ok. Thì nếu mà cái Mình offer có nó thể cao hơn cái offer hiện giờ thì nói luật sư phải tăng lên chứ. Đúng mình có thể mình ra dealer mình, tại vì cái xe là xe brand new, em không? mới đi có mấy tháng thôi, thành ra mình có thể mình dựa vào cái giá của dealer hiện tại được Ừ. không? Oh yeah, mình có thể mình ra mình nói ok, bây giờ tôi muốn mua cái xe này nè ha, cùng có option vậy ha, đời này ha, có cái cái base này ha. Bây giờ bao nhiêu? Tại vì nhiều cái xe đó, cái dealer đó nó mark up lên. Dạ, Lấy em thí dụ hiểu. á, Có đi và nhiều xe nó có thể mark up từ 5.000. Giống như gần đây nó đọc báo em mà muốn xe mua cái xe Mercedes mà Mercedes mà S-Class mà electric đó nó mark up lên 50.000, tức là 50.000 là tụi dealer nó có lời á. Còn những cái xe khác chẳng hạn nhiều khi cái thì xe Porsche chẳng mấy hạn Taycan nó hôm mark up nay lên 15.000. mấy hôm nay em cũng ra mấy cái dealer em search thì cái xe hiện tại bây giờ nó không có, nhưng mà cái giá của nó đó thì nó nói là nếu mình order thì bằng cái giá cũ, nhưng mà thường thì khi nó về đó mình phải đợi tới 3 tháng tới 6 Đúng tháng rồi. còn ở ngoài thị trường, tại vì cái xe này xe điện Đúng. nó không có làm ra kịp á, Xe điện nhiều lượng tiền của lắm. nó. Bởi vậy tôi mới nói em á, nhiều cái xe điện chẳng hạn như em muốn lấy cái Porsche mà Taycan á, em phải trả thêm cái markup là 15.000. Rồi Dạ thêm vào đúng, nữa, đúng. em phải chờ á là 6 tới 7 tháng nó mới liền được rồi. Dạ dạ Chứ không có điều qua dạ liền đâu. Nha. nhưng mình có thể mình nói với cái vấn đề cho luật sư, rồi luật sư văn phòng luật sư nó có thể nó negotiate với bản bảo hiểm được không luật sư? Hopefully, maybe, tôi không biết. Dạ dạ thì em try thử coi. Dạ em cảm ơn luật sư nhiều Thì không lắm. có chị em. dạ Chúc em may mắn ha. dạ Cảm ơn cảm em ơn nhiều. dạ Thank you em. Thật sự. Thường thường mấy những cái case đụng xe thì nó depend a lot như một cái văn phòng nếu mà họ có kinh nghiệm thì nhiều khi có thể giúp nhiều cho thân chủ trong cái vấn đề đầu tiên là để negotiate cái để được cái trị giá cái xe đó được bồi thường thỏa đáng đó là cái về vấn đề bồi thường xe cộ hay là nhiều khi phải rent car rental để mướn xe trong lúc mà cái xe nó bị hư hay là đang sửa không có chạy được rồi sau đó là về vấn đề thương tích thì nhiều khi cái thương tích nó cũng phải biết cách làm để mà có thể bring in cái tối đa cái settlement cho người thân chủ thì tới đây thì chúng tôi được biết là chương trình đã mãn thì tôi với luật sư Paul Phạm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua và cũng xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Bởi vì cái ngày hôm nay, cái talk show hôm nay là cái ngày đầu tiên của năm nhâm, nhâm 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 dần. Thành ra chúng tôi cũng nhân dịp này, thứ nhất là cảm ơn quý thân chủ đã ủng hộ văn phòng của chúng tôi trên ba mươi mấy năm qua. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong nhiều năm qua. Và với cái sự ủng hộ của chúng tôi rất là cảm ơn cái sự mà theo dõi cũng như ủng hộ của quý vị cũng như cái sự đóng góp của quý vị khi gọi vào để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này tôi và luật sư Paul Phạm cũng như các luật sư khác và nhân viên trong văn phòng
cũng xin kính chúc quý thính giả, quý thân chủ, quý khán thính giả, quý thân chủ một cái năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, vạn sự như ý và mọi sự đều cát tường. Dạ, xin cảm ơn. Tục sư Paul. Dạ, xin chào quý khán giả và chúc quý vị một năm vui vẻ, an khang, thịnh vượng, may mắn. Dạ, cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị vào thứ ba tuần sau. Dạ, xin cảm ơn.